Quý vị đang trở lại với chương trình Giờ Cửa Sổ trên kênh FBNC ngày 11 tháng 10 và ngay bây giờ sẽ là chuyên mục cổ phiếu trong ngày. Chào mừng anh Nam quay trở lại với chương trình, và trong chuyên mục cổ phiếu trong ngày này chúng tôi muốn hỏi anh nhìn nhận của anh đối với mã HBC của cổ phiếu Hòa Bình thưa anh. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay tôi nhận thấy mở cửa ra HBC có một cái đà tăng tương đối tích cực. Bởi vì trong cái thời điểm vừa qua, tính từ đầu năm đến nay coi như là cái giá cổ phiếu nó đã có cái tính tăng tương đối rồi. Tương đối. Bên cạnh đó là cái vấn đề trả cổ tức trong thời gian qua là 10% nữa, coi như là tỷ lệ bằng cổ phiếu là 35%. Nó tạo nên bất động nhưng tính một cái giá trị nội tại nền tảng cơ bản của HBC tương đối tích cực. Và đặc biệt phiên giao dịch ngày hôm nay chúng tôi khi mà mở cửa ra, chúng tôi thấy HBC có một cái khi ngay khi mở cửa nó một cái đà tăng tương đối, nó nhảy lên trên 64.000 và được các nhà đầu tư coi như là đón chào với một cái tích cực và duy trì cho đến hết phiên sáng. Thì sang đến chiều như tôi đã chia sẻ như tôi chia sẻ trong phần 1. Sang đến phiên chiều thì coi như là nó có một cái sự coi như là bán ra nhất định ở cái nhóm cổ phiếu bất động sản. Thì coi như là HBC cũng không nằm ngoài cái đà giảm này, không nằm ngoài cái sự chốt lời bán ra của các nhà đầu tư này. Chính vì vậy cho nên sang đến phiên chiều có một cái sự coi như đi ngang và coi như là và có sự đẳng co tương đối. Nhưng nhìn chung về tôi đánh giá và nhận xét rằng HBC trong chu kỳ sắp tới và cái đà tăng và cái tâm lý chung như vậy và cái nền tảng và tính cơ bản của nó tương đối tốt như thế, thì chúng tôi nhìn nhận và đánh giá rằng HBC trong chu kỳ tới mục tiêu của chúng tôi vẫn đề ra là khoảng 68-70 đối với mã cổ phiếu này. Tiếp đó thì coi như là bên cạnh đó thì coi như là theo cái kế hoạch mảng xây dựng coi như là đem lại gần khoảng 1.390 tỷ đồng, 13.900 tỷ đồng doanh thu từ HBC trong năm 2017 này. Đó, coi như là nó nguyên cái mảng bất động sản không, nó đem lại lợi nhuận nằm khoảng cỡ hơn 1.000 tỷ đồng. Chính vì thế cho nên là cái sự kỳ vọng của chúng tôi có cơ sở rằng giá trị nội tại của HBC hiện tại đang nằm trong cái xu thế tốt, và phản ánh trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó đã thể hiện rõ cái tính coi như là tăng trưởng này để kỳ vọng hơn chúng tôi. Nhưng bên cạnh đó thì coi như là cái sự rung lắc của cổ phiếu trong phiên thì chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư vẫn cơ cấu và coi như đưa ra vào cái danh mục quan sát trong chu kỳ sắp tới. Thế Nam, vậy thì anh nghĩ gì về mã FPT? Đây là một trong những mã dẫn dắt chỉ số trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì anh? Thì cũng như là cổ phiếu của HBC như tôi vừa chia sẻ thì FPT ngay khi mở cửa nó đã có một cái đà tăng đều. Sau khi mở cửa ra cái đà tăng đều nó nằm ở khoảng cỡ trên 50.5 đỉnh cao của trong phiên giao dịch ngày hôm nay, và cũng coi như là trong cái chu kỳ sắp tới tôi thấy nhận thấy FPT về cái giá trị nội tại của nó thì coi như là về cái mảng bán lẻ của nó thì đang có cái sự kinh doanh cốt lõi là năm 2017 này, coi như là có thể nói OBF của nó nằm ở khoảng cỡ 4.300 đồng trên một cổ phiếu, và có thể coi như là hiện tại PE của nó hiện tại đạt khoảng cỡ 11 lần so với lại coi như là cùng kỳ. Tính những lợi nhuận có thể nếu mà trường hợp mà FPT thì theo mà nó thoái vốn thì coi như là OBS của nó đang lên khoảng cỡ 6.080 đồng trên cổ phiếu. Tính vì vậy cái tính hấp dẫn của các nhà đầu tư đã và đang hình thành ra và đưa cổ phiếu FPT này vào trong cái danh mục để theo dõi. Chính vì thế cho nên trong phiên giao dịch ngày hôm nay chúng tôi nhìn nhận thấy là có những cái đà tăng của FPT nó duy trì từ bắt đầu phiên mở cửa 9:30 cho đến 11:00 mà đi ngang. Mặc dù vậy, có chịu sức ép của thị trường sang đến phiên chiều thì nằm ở khoảng cỡ 13:30 cho đến 14:00 thì có một cái sức ép coi như là chung của thị trường, có sự bán ra tương đối nhẹ của mã này trên đồng loạt thị trường. Nhưng đóng cửa phiên thì chúng tôi vẫn nhìn nhận và đánh giá rằng cổ phiếu FPT hiện tại đang được các nhà đầu tư quan tâm và coi như có thể định hướng cho FPT ở một cái ngưỡng giá cao hơn ở ngưỡng 55 đến 58 trong chu kỳ sắp tới. Chính vì thế cho nên là cái sự coi như là bứt phá trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó cũng đã tạo lên một cái đà tăng tâm lý cho các nhà đầu tư có thể đưa vào danh mục trong quá trình thời gian tới, có thể đưa vào xem xét và đầu tư. Thưa anh, một câu chuyện cũng rất nổi bật trong diễn biến của thị trường ngày hôm nay đó là chuyện Sacombank muốn chuyển sàn và đổi cái mã giao dịch trên sàn. Như vậy thì anh nghĩ gì về diễn biến này và về cái phản ứng tiêu cực của thị trường thưa anh? Thì riêng về cổ phiếu STB trong phiên giao dịch hôm nay nó có một cái câu chuyện riêng. Ngay sau khi coi như là có ra thông tin vào chiều ngày hôm qua thì đến sáng ngày hôm nay thì coi như là phản ứng rõ ràng trên thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Khi mà có cái thông tin chuyển sàn qua HNX đó, thì coi như là bởi vì mỗi một doanh nghiệp, như chúng tôi quan sát và nhìn nhận và đánh giá rằng tất cả các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán khi mà đã đưa ra một cái quyết định gì hay là một cái hành vi gì đó thì chắc chắn rằng đó là một cái tiếng nói riêng của người ta. Người ta đã có một cái lộ trình và người ta có một cái phương án cụ thể rồi. Còn để vấn đề ví dụ như chúng tôi đưa ra mà nhìn nhận rằng nếu
từ cổ phiếu STB chuyển sang sàn Hà Nội là STB thì nó là một cái chuyện hết sức bình thường như các cổ phiếu khác. Nhưng để chuyển tên, chuyển sang một cái tên khác thì chúng tôi nhìn nhận và đánh giá rằng nó còn tuân thủ theo cái luật chứng khoán nữa. Chính vì vậy nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố vào trên cái phụ thuộc vào cái vấn đề coi như là luật chứng khoán nó đề ra nữa. Chính vì vậy cho nên là khi mà đã chuyển đổi qua một cái tên khác rồi thì cái số lượng cổ phiếu đó đã và đang lưu hành trên thị trường chắc chắn rằng như theo cái quy định chung thì có thể là phải hủy niêm yết hay như thế nào đó, thì chắc chắn rằng các lãnh đạo của doanh nghiệp người ta đã đưa ra, người ta đã có cách nhìn riêng của người ta có một cái tiếng nói riêng của người ta và người ta có hướng đi riêng, thì có thể là phần nào đó người ta sẽ không làm cho các cổ đông bị thiệt thòi trong vấn đề này. Chính vì thế cho nên chúng tôi nhìn nhận rằng, nhưng bên cạnh đó cái tâm lý sợ hãi của các nhà đầu tư thường thường người ta cầm đồng tiền mà người ta sợ hãi, đó là cái việc bán ra người ta là hết sức bình thường. Nhưng mà có cái sự khác biệt hơn là coi như là các quỹ đầu tư hiện tại, như ví dụ như các quỹ đầu tư người ta còn giữ FTSE như ETF, người ta còn giữ khoảng cỡ trên 3.3,08% tỷ lệ coi như là vốn của FTSE, thì coi như là những cái quỹ lớn đó người ta còn giữ số lượng coi như là những cái tỷ trọng tương đối, thì tôi nghĩ rằng việc chuyển sàn hay là đổi tên của một doanh nghiệp điển hình như STB trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì đó là một cái chuyện bình thường hay không bình thường, thì doanh nghiệp người ta đã có phương án và người ta đã có hướng đi riêng và người ta đã có một cái định hình riêng cho cái doanh nghiệp người ta rồi. Còn việc các nhà đầu tư người ta chấp nhận hay không chấp nhận thì đó là cái thể hiện trên cái, đặc biệt là phiên giao dịch ngày hôm nay nó có một cái sự phản ứng tương đối là coi như là nói thẳng ra là có những cái sự tiêu cực, tâm lý giữ tiền của các nhà đầu tư đã được hình thành. Chính vì thế cho nên là STB ngày hôm nay nó có sự coi như là giằng co tương đối và nó làm cho cái điểm số một phần nào đó có cái sự chững lại, nó làm ảnh hưởng tới cái chỉ số chung của VN Index. Thì đúng là nó có làm vậy đi chăng nữa thì đúng là nó là tiếng nói riêng của doanh nghiệp người ta, chứ mình không thể mình can thiệp sâu được, mình chỉ nhìn vô hình dung nó là như thế và doanh nghiệp người ta có một cái bước đi riêng, bởi vì lãnh đạo người ta cũng có cái tầm nhìn và người ta cũng có cái cách nhìn riêng biệt đối với lại thị trường. Chính vì thế cho nên là chúng tôi nhìn nhận và đánh giá rằng STB chúng ta vẫn đưa vào cái hướng quan sát và coi như nhìn nhận trong chu kỳ sắp tới. Dạ vâng, xin cảm ơn những nhận định của anh Đăng. Thưa quý vị, chuyên mục cổ phiếu trong ngày vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giải Cao Sổ ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10 trên kênh FBNC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Đến đây thì Thứ Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.